Chào bà con, chào các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục đi trồng cây sưa đỏ. Hôm nay tôi lại xin giới thiệu với bà con. Hôm nay tôi lại tiếp tục đi trồng cây sưa đỏ. Bây giờ ta tiến hành đi đào hố lên bãi để đào hố trồng cây. Won't you let the light shine through for you? Đào hố không cần to lắm đâu, 30-30 như mọi khi hướng dẫn cho bà con ấy, 30-30 nhá. Được chưa? Rồi. Mày đứng thằng này kia, đứng trong mà đấy. Đây là vườn cây giống. Thì đây ta hôm nay tôi giới thiệu trồng thí điểm, trồng một cây thôi, tức là giới thiệu trồng một cây để cho mọi người nắm được là cách trồng. Đây, cây giống này là rất đẹp. Cây này ta trồng xong ta mới lắn cho nó thẳng sau. Thì bây giờ ta tiến hành đi trồng. Đây, trồng cây sưa trước hết là ta phải xé cái bầu này ra. Xé cái bầu đất này ra thì mới trồng được. Đấy. Nẽ ra thường thường ý, là ta phải rắc cho một lắm NPK ở dưới. Rắc cho lắm NPK, như hôm nay tôi không có NPK thì thôi, tôi cứ trồng cho hướng dẫn trồng như thế. Đấy, trong lớp đất, lớp đất, đất đất nhỏ vào trong. Đấy. Đấy, lớp đất. Trồng cây đảm bảo ngay ngắn như thế này. Trong đó ta lấy chân ta dẫm vùng quanh, dẫm cho chặt. Đó. Dẫm cho nó chặt lại. Đấy. Thế là đã trồng xong một cây. Lưu ý là mới trồng như này thì chưa cần phải cắm cọc, chưa cần phải que mới cọc gì cả. Nhiều người vẫn cứ hỏi là trồng xong này phải đi cắm cọc ngay, bảo chưa cần thiết. Chưa cần thiết nhá, bà con ạ. Phải 4-5 tháng khi nào cây nó cao đến như này. Nó cao được gần 1 mét thế này này thì lúc đấy ta mới phải cắm cọc. Đấy, đây, nó cao như cái cây này tôi trồng rồi này thì mới phải cần phải cắm cọc. Khi nào như cây này, đây, như cây này thì mới cần phải cắm cọc. Đây. Đây đã cắm cọc rồi. Đấy. Đấy, khi nào cây như này ta mới cần cắm cọc. Đấy, như này nhá, tầm như này thì vừa cắm cọc này, vừa phải cắt những cái cành này đi, những cành na này đi. Cắt cành na, để tôi về tôi lấy kéo. Đây, như vậy là những cành như thế này, bây giờ nó mình rong nó lên thì những cành như thế này là ta phải cắt đi. Đây, cắt sát thân này nhá. Đấy, có cành nào ta cắt hết cành đấy. Còn những cái lá, những cành này thì ta cứ để. Ta cắt xong rồi, như này. Cái ngọn này bây giờ ta lại phải cho nó theo lên.
thì như cái cọc này của ta đây thì ta lại tiếp tục buộc đây, ta lại tiếp tục buộc vào, lại tiếp tục buộc vào để cho nó thẳng, không cho ngọn nó ngải đâu cả. Đấy, ta lại tiếp tục buộc vào nhá. Tôi mục đích là của tôi là tôi trồng ở đây là như này, nhưng mà tôi sẽ tạo điều kiện cho nó chui lên đấy, tôi sẽ làm cho nó lay mai cho nó lên đây đấy, cho cây của tôi nó sẽ lên, để tôi sẽ mục đích của tôi là thay thế cái cây kia này. Khi xưa này nó lên ý, đứng nó lên ý, thì tôi sẽ thay thế cái cây xấu này đi, tôi sẽ chặt cái cây này, cái này là cây xấu, thế thì cái cây xưa này tôi sẽ đang rong nó, tôi rong nó lên qua lên đây rồi, thì cây này chỉ từ giờ đến cuối năm là tôi sẽ cưa đi, cây này từ giờ đến cuối năm tôi cưa đi sẽ để cho cây xưa nó lên đấy. Nhiều người lại nói rằng là bây giờ vẫn còn trồng xưa, nhưng mà thực tế ra mà nói thì cây xưa ấy, thì nhiều người bảo trồng nay mai thì lại không bán được, nhiều người rất là nhiều người lo ngại như thế. Thế nhưng mà bà con và các bạn cứ yên chí, cây xưa này, cây xưa đỏ này là thị trường Trung Quốc hiện nay là vẫn không, mình Việt Nam mình vẫn chưa đủ cung cấp cho thị trường Trung Quốc. Hai nữa là cây này nó thuộc vào nhóm cây quý hiếm, vẫn là được nhà nước Việt Nam là đánh là nó là nhóm 1A, ở bên cây lâm nghiệp là cây xưa đỏ là nhóm 1A, thuộc nhóm cây quý hiếm đấy. Cho nên các bà con và các bạn cứ yên chí, không bao giờ sợ là không bán được. Kể cả lay mai nó có nhiều cây của nó to ấy, thì mình hiện nay đã có ai làm đồ mộc bằng gỗ xưa đâu, cho nên nó vẫn đắt lắm. Thế lay mai nó có rẻ thì mới có cơ hội làm những cái đồ giường tủ bằng gỗ xưa chứ. Đấy, cho nên là cây gỗ xưa trồng không sợ mất giá, dù có thế nào đi chăng nữa nó cũng vẫn là cùng nhóm gỗ 1A đấy, cho nên không bao giờ sợ cây xưa mất giá, bà con các bạn cứ yên tâm. Cho nên cái cây bên hiện nay Trung Quốc thu mua mình có bao nhiêu họ lấy hết bấy nhiêu, chưa có bao giờ hàng sang Trung Quốc phải quay đầu trở về cả. Đấy, cho nên là cái cây xưa bây giờ anh em thợ vẫn cứ đi tìm mua rất nhiều, mà cây xưa to này rất hiếm, giờ toàn là xưa lon là nhiều thôi. Nhưng nếu mà ai để được cây xưa nó độ 40-50 năm tuổi thì nó vẫn là cây quý hiếm, cực kỳ quý hiếm luôn. Đấy, cho nên là cứ yên chí. Đấy là tôi hướng dẫn trồng này và chăm sóc nên cây lên đến cây này là lên như này là nó vào mét rưỡi rồi, thì mình vẫn phải chăm, vẫn phải đuổi cái cây này nhá. Nó bao giờ nó lên tầm 4 mét ta mới để chia cành. Còn bây giờ nó cứ ra cành nào ta cắt cành đấy. Đấy, ra cành nào cắt cành đấy. Nhớ là như thế, chứ không để cho nó nả lướt. Đây như cây này là cần phải làm. Cây này là cần phải làm. Cây này tôi cũng chưa kịp làm. Đấy, như thế này là trồng xong nhá, chưa phải cắm cọc ngay, mà để nó lên đến tầm này, tầm 1 mét, hơn 1 mét này ta mới phải đi cắm cọc. Đấy, như tầm này nó bắt đầu đi cắm cọc này, cắm cọc và buộc cho nó thẳng. Nó cong chỗ nào ta buộc nắn nó thẳng. Đấy, cái này sau tôi sẽ làm. Bây giờ thì tôi hướng dẫn với bà con là như vậy thôi. Đây là một cây bố mẹ này, mà tôi còn một cây nữa thế này. Đây, tức là có hai cây, bây giờ là hai cây để làm cây bố mẹ. Cây này tôi phải xích chó đây, xích chó đây để bảo vệ cây xưa. Đây, cây này còn to hơn cây đấy, cây này còn to hơn cây bên trên đấy. Đây, hạt xưa mọc đây. Đấy, hạt xưa ở chỗ này nó ẩm thấp mọc rất nhiều. Đây cái nữa này, đây này, đấy đang mọc đây. Đấy, đang mọc rất nhiều. Mùa này là mùa nó vừa rồi nó rụng hạt. Hạt không, bây giờ là nó mọc rất nhiều. Đấy, đây cây này to hơn cây bên trên. Cây này to hơn nhưng mà lõi cũng vẫn thế thôi. Kìa. Xoài kìa, trên kia cũng lứt dọc dọc như thế. Đấy. Cái này lứt dọc dọc như thế nhá. Đấy.
thấy chưa? Một cây này vanh trên 80. Nhưng cây trên kia thì vanh mới được 80. Cây này nó vanh nó phải gần 90, vanh cây này to hơn. Mà lõi cũng lõi cái này mới được 15 phân. Tại vì cây này nó ở đây nó tốt hơn. Nó tốt hơn thì nó to hơn, nhưng mà lõi thì vẫn thế. Lõi vẫn được 15 phân. Cái này trông thế này nhưng mà lõi vẫn 15, nhưng mà vẫn cùng cái dòng như cây trên. Cùng cái dòng như cây trên thì tôi mới lấy những cây này là lấy chọn để lấy làm cây bố mẹ. Cây bố mẹ thì mới được nhiều lõi. Cây này từ cái củ này rất là, mà cây này như tôi phải bảo quản là phải quét vôi, thường là hàng năm vẫn phải quét vôi của gốc. Cây này cũng vừa rồi là cũng khoan kiểm tra hết, cứ hai năm tôi lại khoan kiểm tra một lần. Nói chung khoan kiểm tra không làm sao cả. Nhiều người cứ sợ không dám khoan, nhưng mà tôi cứ 2 năm tôi khoan, tôi kiểm tra. Cho nên tôi biết được cái cây xưa của tôi lõi bao nhiêu là tôi biết. Cứ hàng năm là kiểm tra lõi. Cứ 2 năm mới kiểm tra một lần. Lõi thì cũng không cần kiểm tra nhiều. Ở đây trông xưa nhá. Đây. Ở đây trông cây xưa đây nhá. Thằng nào vào cắm của mẹ trông xưa nhá. Đấy là giới thiệu hai cây xưa bố mẹ để gieo ra cái luống cây xưa con. Cái dòng xưa con này là như tôi hướng dẫn, nếu tôi hướng dẫn mà làm các bạn mà làm đúng như tôi hướng dẫn thì chỉ 10 năm đã được, 10 đến 12 năm đã được xuất bán rồi. Những cây này bắt đầu trồng 10 năm đến 12 năm là đã có thể xuất bán được. Cứ 10 năm mà làm đúng như tôi là 9 năm nhé. 8-9 năm là bắt đầu cắt cành ở trên cao. Thế còn rong cho đạt được 4 mét thì chỉ làm trong vòng năm thứ 3 là thôi, không phải rong nữa. Năm thứ 3 là đã đủ tiêu chuẩn hết. Thường thường là cây 2 năm đến 3 năm là đủ mình cho được lên 4 mét. Thế còn từ năm thứ 4 trở đi là cứ cạ nó thôi. Từ năm thứ 4 đi là cứ cạ. Cạ nó cứ để cho nó sung xuê. Sung xuê xong nó là từ năm thứ 4 thì đi không bao giờ phải cắt cành gì nữa. Cứ chăm bón cho nó to, càng to càng to nhanh, chăm bón càng tốt. Thì đến năm thứ 9, năm thứ 8 thì ta mới lại tiến hành cắt cành trên cao. Năm thứ 8, năm thứ 9 là có cái cành nào bên trên, cành cao. Mình cắt là nhằm mục đích để cho nó tổn thương. Tổn thương thì nó sẽ nhanh ra loại. Nếu mà mình đánh tổn thương ở dưới gốc thì nó thối. Nhưng đánh tổn thương ở trên ngọn ấy, là nó sẽ xuống lõi rất mạnh. Thế là chỉ 10 năm đến 10, 12 năm là ta có thể bán được. Đấy. Cây xưa giống này mà mình muốn mua cây xưa giống là cũng phải tìm hiểu, phải biết được cái cây bố mẹ. Đến đây tôi giới thiệu luôn là cả cây bố mẹ này, rồi cây xưa giống, cây xưa con này. Thì gieo đây là những cái như cái này tôi gieo bổ sung mới gieo thì nó nhỏ. Đây là gieo mấy tháng trước, gieo trước này thì nó cao, nó lớn. Cái này xuất bán này, còn cái này thì chưa xuất bán được. Cái này bây giờ là đang bán 10.000 một cây. 10.000 một cây mà chỉ cần trồng bỏ đấy trong vòng 10 năm hoặc là 12, 13 năm là đã được 15 đến 20 triệu. Đó, chắn thì vất vả, thì trồng xưa là nhàn nhất. Trồng không, nếu mà xét về cây công nghiệp và cây lâm nghiệp thì chỉ có cây xưa là kinh tế nhất. Thế hiện nay trên thị trường
Trung Quốc là vẫn là chủ yếu, mình vẫn chủ yếu là bán cho Trung Quốc. Chứ những cây nõi xưa của mình bây giờ vẫn chủ yếu là bán cho Trung Quốc, chứ không phải là mình bán cho nội địa mình. Nội địa thì có thu mua nhưng thu mua rất ít, làm cái đồ trang sức, một số đồ thờ cúng, một số đồ trang sức rất là ít. Thế còn chủ yếu là xuất sang Trung Quốc. Hiện nay chúng tôi có thể là Trung Quốc bây giờ, nếu như hiện nay Trung Quốc bây giờ mình có bao nhiêu người ta cũng mua hết. Chứ đi chuyến nào cũng chả bao giờ gọi là mang cây gỗ xưa sang Trung Quốc mà bị ế. Mang bao nhiêu hết bấy nhiêu. Thế thì nhiều người cứ sợ là độ ít nữa, bây giờ tôi trồng thì ít nữa thì bán cho ai. Rồi đến lúc đấy thì lại rẻ như cho. Nhưng mà các bà con cứ bình tĩnh, cứ yên trí là cây xưa ấy, là nó là thuộc vào cây lâm nghiệp và lại thuộc vào cái đã được đặt vào cái nhóm cây gỗ quý, nhóm 1A rồi. Thế cái nhóm 1A thì dù là thế nào chứ nữa cũng không bao giờ là mất giá được. Đấy mà cây xưa càng già lại càng giá trị. Chứ chưa nói là cây xưa hàng trăm năm bây giờ. Bây giờ mà ở đấy bây giờ cứ bảo là xưa rẻ. Có 500 một cân xưa non bây giờ. Như xưa hàng trăm năm tuổi bây giờ nó vẫn cứ 15 20 triệu một cân. Xưa hàng mấy trăm tuổi nó vẫn, cho nên vẫn có những cây xưa ở Trương Mỹ Hà Tây này, một số cây xưa cổ ấy, nó vẫn có hàng mấy chục tỷ, hàng trăm tỷ một cây. Đó. Chứ còn mình trồng đây là mang tính chất trồng làm kinh tế thì mình chỉ trồng 15 năm, 20 năm là mình bán mỗi cây cũng được hàng trăm triệu. 15 đến 20 năm là cũng phải được từ 50 triệu đến 100 triệu một cây. Thế còn cái đấy là hiện tại giá bây giờ, nhưng mà nhiều người cứ lo sợ là bỏ ít nữa. 15 năm sau thì tôi lại còn đang sợ là 15 năm sau là có khi là đồng tiền nó mất giá, có khi lại lên đến mấy trăm triệu một cây chứ không phải là mấy chục triệu. Đấy. Cho nên là lúc đấy có khi lại mấy trăm triệu một cây xưa. Cho nên là không biết thế nào cả. Thế nhưng mà riêng cứ cây là được đứng vào nhóm 1A này, mà bên Trung Quốc mình ở bên là nắng tiềm, bên Trung Quốc nó vẫn thu mua. Trung Quốc là nó chưa ngừng thu mua bao giờ. Nếu mà tính từ cái thời vua chúa của Trung Quốc, từ thời theo tôi được biết là nó đã sử dụng từ cái thời vua Càn Long, rồi vua như ở Tần Thủy Hoàng, nó đã sử dụng những cái giường cho hoàng hậu, những cái giường gỗ xưa mà vừa rồi là mấy năm trước ấy là đã bên Trung Quốc nó đã có những cái giường gỗ xưa của thời vua chúa, nó đã đưa ra cái giá là mấy trăm tỷ chứ không phải là mà trăm tỷ một cái giường. Nhưng mà bây giờ nó được đưa vào bảo tồn của nhà nước, của quốc gia, đấy nó là tài sản của quốc gia thì không mua không bán được. Thế nhưng mà định giá ra nó phải đến hàng mấy trăm tỷ. Đấy, đấy là cái giường gỗ xưa của từ cái thời đấy, nó đã cái vua chúa đã biết sử dụng cái gỗ xưa để làm cái giường gỗ xưa. Nếu mà nói xưa thì hiện nay là Trung Quốc là sử dụng làm cái gì thì không ai biết được, nhưng mà Trung Quốc là sử dụng gỗ xưa nhiều nhất thế giới. Tất cả có bao nhiêu gỗ xưa thì chỉ có Trung Quốc mới thu mua, chứ còn mình thì chỉ đóng đồ, rồi đóng làm đồ trang sức, rồi làm những cái vòng, cái bút, những cái tượng, những cái ấy mà mình cứ để đồ chơi, đồ thờ, mình lại đồ chơi để cho nó đem lại nhiều may mắn. Cái gỗ xưa là rất là may mắn, nếu mà nhà mà trong nhà mà có cái vật dụng gì bằng gỗ xưa là rất là may mắn. Đấy. Cho nên là cái bên Trung Quốc người ta rất tín nhiệm cái gỗ xưa này. Nhà nào cũng có đồ dùng bằng gỗ xưa. Rồi đại gia nào bây giờ hiện nay là tôi nghe được cái nguồn tin là hiện nay Trung Quốc các đại gia đang đua nhau
đua nhau làm giường gỗ xưa để lòng để thưởng thức, tức là nó nằm cái giường gỗ xưa nó có cái hương thơm man mát dịu, rất là dễ chịu mà rất là khỏe người. Thế nên là cứ đồn ra như thế là các đại gia là cứ thi nhau mua gỗ xưa về đóng giường, cho nên nó mới tiêu thụ của gỗ xưa, lượng gỗ xưa nhiều. Ngoài ra còn không những giường thì còn những cái đồ dùng khác, ví dụ bàn ghế, tủ ý, rồi những cái vật dụng trang trí đồ thờ, cho nên là bên Trung Quốc là sử dụng gỗ xưa rất nhiều trong dân dụng dân gian của Trung Quốc là sử dụng gỗ xưa rất nhiều. Đấy, cái hôm nay tôi cũng chỉ tâm sự về cái cây xưa là như thế thôi, tâm sự với bà con các bạn là về cái cây xưa như vậy.